để ngân hàng ngân họ gì để anh cân đối chứ nhỉ? Như là tớ hiểu được cái xe này nếu mà sạc 100% đầy pin giống như mình sạc điện thoại ấy thì là đi những 400 mấy chục cây đúng không? 400 mấy cây và 420 cây ạ. Ừ. Và... cần gì anh chị gọi thế nào? Vậy tính ra một cây nó chưa đến 1.000. Xe này nếu như mà anh đi vào khoảng nếu anh đi khoảng 2.000 km trên một tháng thì nó rẻ tương đương khoảng một nửa tiền xăng. Đúng vậy. Đấy là chi phí tổng chi phí. Vâng. Đúng rồi không? Vâng, xe này nha, riêng xe này thì là anh sẽ có tự sạc ở nhà. Vâng. Vậy thì là chỉ cần nhà mình có điện lưới 220V rồi. Rồi có dây nối đất tiếp mát nên là mình là sạc được. Là sạc luôn à? Vâng, sạc. Vâng. Sáng anh đi làm xong là tối về cắm sạc sáng thôi lại lấy xe làm. Vậy thì phải về bàn với vợ cân đối ngay nhỉ? Lấy luôn thì không phải cân đối. Không cân đối, vẫn phải cân đối. À đấy. Vâng. Đấy thì chứ thì trong một cái xã hội đại văn minh hay VinFast. Hay VinFast. Rất hân hạnh khi được giúp đỡ anh chị. Em cho anh biết là đi từ đây về thành phố Nam Định thì mất bao nhiêu tiêu không tiêu hao bao nhiêu kWh điện. Khó đấy. Bí gì à? Bí à? Thôi được rồi anh hỏi câu khác nhé. Hay VinFast. Rất tiếc em không tìm thấy câu trả lời phù hợp. Vui lòng thử lại với câu hỏi khác. Hay VinFast. Xe điện của mình xe ô tô chạy bằng điện được trang bị động cơ tiên tiến, phù hợp di chuyển trong thành phố đông đúc. Với khả năng di chuyển êm ái, nó sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của anh chị. Anh cảm ơn, tuyệt vời quá. Và xe điện thì lại... Xin vui lòng nhắc lại câu lệnh của anh chị. Hay VinFast, mở cửa sổ trời. Toàn bộ cửa sổ trời đang được mở. Nổ máy nhỉ, nổ máy. Rồi anh cảm ơn, ok. Nổ máy đi mà ăn hết quy rồi. Anh cảm ơn. Rồi. Anh say sorry người đẹp của VinFast. Lúc nãy nó là ô tô no ready, now ready. Thank you. Hey VinFast, mở cửa sổ trời. Đang mở cửa sổ trời. Thật là tuyệt vời quá. Ôi trời ơi, cái xe này nó thông minh đấy nhỉ. Ngày trước tôi toán gì mấy cái xe mà cứ phải nhấn thì bảo nó không nghe đấy. Xe này kể chuyện với anh được luôn, nói chuyện với anh được. Anh thích nghe nhạc, nghe kể chuyện, đọc sách đều được hỗ trợ. Hay VinFast. Hệ thống đang xử lý yêu cầu. Hay VinFast, trong khi tớ lái xe, trong khi tôi lái xe thì bị mất tập trung rồi là mệt mỏi. Xe có hỗ trợ. Theo em được biết muốn cho sức khỏe bình thường ăn xong ta phải lên giường đắp chăn. À đúng rồi, chuẩn gần rồi. Sau khi mà ngủ nghỉ khỏe mạnh rồi thì ta lái xe nó rất là minh bạch, ok. Hey VinFast, em chỉ cho anh chỗ nào làm shopping ở những cái trung tâm Mega Mall của Vincom tiện lợi nhất. Em chưa thực sự hiểu ý anh chị. Anh chị vui lòng hỏi rõ hơn ạ. Anh muốn tìm trung tâm mua sắm shopping của Vinhome Center. Hey VinFast, tìm kiếm bản đồ. Xin vui lòng nhắc lại câu lệnh của anh chị. Mega Mall Center. Không nhưng mà anh thấy em thông minh đấy, bắt đầu mê rồi đấy. Đúng không? Đúng nhận sai cái to. Đúng. Người Việt Nam mình bây giờ có những cái sản phẩm nó mang tính cạnh tranh toàn cầu như thế này, lái nó sương như thế này mà không mua xe của VinFast để ủng hộ tinh thần mãnh liệt Việt Nam rồi góp phần xây dựng đất nước thì có mà điên. Đúng rồi ạ. Đóng cả hai. Chứ cần mẹ ngày xưa đấy cái bọn Nhật bọn tua ra bọn Anh Pháp đi ý nó sản xuất ra những xe để quỷ rồi vẫn phải mua đấy thì xin chào em ngáp đi rồi. Thank you.